việt 300.000 đồng, anh Phúc và anh Nguyễn Văn Thắng. Anh Nguyễn Văn Thắng đã được giải thưởng 500.000 đồng. Và hiện nay không biết anh có tiếp tục săn chú việt 300.000 đồng này nữa không? Lôi lẩu trước mặt hai vận viên, lôi lẩu trước mặt. Vâng, thật là rất chi là xương. Vâng, thưa quý vị, chú việt này sau khi đã được các huấn luyện viên bổ sung vào chiến thuật và dặn dò rất kỹ, hiện nay chú rất khỏe và rất nhiều chiến thuật. Rất khó khăn. Vâng, và chúng tôi thấy có một cái lời tuyên bố là chưa từng có bao giờ. Anh Phạm Ngọc Hậu là tuyên bố với ban tổ chức tôi là nếu trong vòng 25-29 phút không bắt được gì, anh sẽ không lấy tiền và toàn bộ số tiền sẽ tài trợ cho ban tổ chức. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi đã nhận được sự tài trợ của chú Nguyên Đen, của anh Vương, anh Phạm Văn Trung, Phạm Ngọc Trung tài trợ cho anh Phạm Ngọc Hậu 100.000 đồng. Và cái chương trình hiện nay là đang quan sát của chúng tôi là chú Việt còn rất khỏe và anh Quýt vẫn đang bám sát chú Việt và đang thắng là đã đuối sức rồi. Vâng, và chúng tôi cũng đề nghị hai vận động viên 10 phút nữa mà không bắt được chú Việt này, hai vận động viên sẽ lên khu vực y tế để chăm sóc sức khỏe để tiếp tục tham gia chương trình. Ngang vai này, đi lại mình đi.